Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần bảng main của điện thoại Huawei G7 Plus, hay còn gọi là Huawei ZOL21 đang có mặt tại di động cao cấp Chaven. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần main, bảng main của Huawei G7 Plus, lỗi hỏng, main không lên gì, lên chập chờn lúc được lúc không, mà không có phương án nào sửa chữa nhanh chính xác, thì với dịch vụ thay mới main, đổi mới main Huawei G7 Plus đang được triển khai tại di động cao cấp .vn, quý hàng sẽ khắc phục được triệt để tất cả các lỗi trên điện thoại Huawei G7 Plus mà quý hàng đang gặp phải. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa, thay mới, khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Huawei G7 Plus, quý hàng vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi nhất vì các bạn khắc phục các lỗi sự cố trên Huawei G7 Plus mà quý hàng đang gặp phải. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu điện thoại Huawei G7 Plus đang được triển khai tại didongcaocap.vn để cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei G7 Plus hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.